Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Kitô phục sinh là niềm hy vọng cho mỗi người Công giáo chúng ta sẽ được sống mãi với Chúa trong sự phục sinh của Ngài. Và thân xác của Chúa Kitô hiển vinh đã cho chúng ta tin rằng xác con người sau này sẽ được sống lại trong sự vinh hiển của Người. Trong tâm tình đó, chúng ta hãy thành tâm sám hối để những lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thông hôi. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha từ ái, ngày hôm nay Đức Giêsu đã đánh bại thần chết, khai đường mở lối cho chúng con vào cuộc sống muôn đời. Nay chúng con đang hoan hỷ mừng Người sống lại. Xin Cha ban Thánh Thần làm cho chúng con trở nên người mới để sống một cuộc đời tràn ngập ánh sáng Đấng phục sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Sách Công Vụ Tông Đồ thuật lại những lời chứng của Phêrô. Đức Kitô đã sống lại thật. Phêrô khẳng định nếu tin vào Giêsu thì được sống, ngược lại nếu chối từ thì lãnh án chết. Đó là nội dung bài đọc mà chúng ta lắng nghe sau đây. Bài trích sách Công Vụ Tông Đồ. Bấy giờ tại nhà ông Cornelio ở Cesare, ông Phêrô lên tiếng nói: quý vị biết rõ biến cố đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê, bắt đầu từ miền Galilê sau phép rửa mà ông Gioan rao giảng. Quý vị biết rõ Đức Giêsu xuất thân từ Nazareth, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng
mà sức dầu tấn phong người. Đi tới đâu là người thi ân giáng phúc tới đó và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế. Bởi vì Thiên Chúa ở với người, còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc người đã làm trong cả vùng dân Do Thái và tại chính Jerusalem. Họ đã treo người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy và cho người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại. Người truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân và long trọng làm chứng rằng chính người là Đấng Thiên Chúa đặt làm thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết. Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về người và nói rằng phàm ai tin vào người thì sẽ nhờ danh người mà được ơn tha tội. Đó là lời Chúa. Chúng ta phải chết cho tội lỗi, sau đó mới được sống vinh quang với Chúa. Qua đoạn thơ gửi đến hữu Colosse, Thánh Phaolô nhấn mạnh phải kết hợp với Đức Kitô phục sinh thì chúng ta mới có được đời sống mới. Kính mời cộng đoàn lắng nghe. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Colosse. Thưa anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người và cùng Người hưởng phúc vinh quang. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ, nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời: chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện gì đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi: chuyện gì vậy? Họ thưa: chuyện ông Giêsu Nazareth. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa. Chúng tôi hy vọng chính người sẽ cứu dân Israel. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu Kitô đấng phục sinh là niềm hy vọng thật sự cho mỗi người Công giáo chúng ta ngày hôm nay tin sự giải thoát của Thiên Chúa qua cái chết và sự phục sinh của con người, giải thoát khỏi hình phạt tội lỗi và giao hòa với Thiên Chúa Cha.
Đó là ơn cứu độ mà Chúa Kitô đã thực hiện trong việc chết và phục sinh. Hình thử ra, với niềm hy vọng thì người ta mới có thể người ta sống được. Đã là con người thì người ta có rất nhiều cái để người ta đặt vào để hy vọng. Hy vọng một ngày kia mình sẽ khá hơn. Hy vọng cái tương lai của mình nó tốt hơn. Và niềm hy vọng này nó không chỉ dừng lại ở mỗi cá nhân, mà là ở một số triết thuyết cũng làm cho người ta hy vọng để người ta đi theo. Một số tư tưởng cũng đã đưa ra để cho người ta hy vọng, người ta thấy đây là cái đường hướng mình cần phải thực hiện. Nhưng mà rồi nhìn vào lịch sử con người, tất cả các triết thuyết, tất cả các niềm hy vọng của con người nó đều giới hạn. Và đối với hai tông đồ, hai môn đệ đang trên đường trở về Emmaus. Emmaus người ta nói nó ở hướng Tây, từ Jerusalem tính đến. Hình tự ra họ đang đi về cái hướng Tây để về cái quê quán của mình. Và thậm chí khi nói như vậy là người ta ngầm hiểu hướng Tây không phải là sự sống. Thế nên đối với niềm hy vọng của con người thì người ta luôn luôn muốn những cái gì nó phải tốt đẹp hơn. Nếu cái tư tưởng của hai môn đệ trên đường Emmaus, với cái nhìn của họ, Đức Giêsu Kitô đã chết và kết thúc tất cả, thì đó cũng là tư tưởng của nhiều người Do Thái. Và thậm chí ngày hôm nay con người ta cũng thế. Nếu như không có niềm tin thì người ta chỉ nghĩ rằng con người sống rồi một ngày kia phải chết, chết rồi kết thúc tất cả. Hình thử ra nếu thống kê những con người người ta tự tử thì hỏi vì lý do gì? Thưa vì người ta thất vọng, thưa vì người ta không có cái đường hướng để sống nữa, vì người ta không còn muốn sống nữa. Vậy thì đối với người Công giáo chúng ta ngày hôm nay, khi mình nói niềm hy vọng của mình là sự sống lại, vậy sống lại để làm gì? Khi mà con người ta đang đau khổ, người ta phải giải thoát cái linh hồn của con người ta khỏi cái ngục tù của mình là cái thân xác này. Thì bây giờ với niềm tin của người Công giáo thì lại muốn cái thân xác này một ngày kia phục sinh, lại bắt đầu sống vào trong cái cảnh tù tội của cái thân xác sao? Người Công giáo chúng ta không nghĩ như vậy. Bởi vì khi được phục sinh cùng với Đức Kitô, Đấng đã chết và phục sinh, thì thân xác này sẽ được đổi mới giống như thân xác của Đức Kitô phục sinh. Và để rồi chúng ta được sống mãi với Thiên Chúa trong sự phục sinh của Ngài. Hình thử ra, niềm hy vọng của con người đặt ở nơi Đức Kitô là niềm hy vọng khả thi thực hiện được. Người ta kể cái câu chuyện này của nhà văn O. Henry nổi tiếng của Mỹ. Khi mà nói chiếc lá cuối cùng thì người ta kể cái câu chuyện có một người con gái đang mắc căn bệnh. Thì khi mà cô nằm bệnh viện thì nó vào mùa thu, thì nhìn ra cửa sổ cô thấy lá vàng rơi lả tả. Và cô nói với các bạn của mình, nếu chiếc lá cuối cùng ở trên cây nó rơi xuống thì tôi sẽ chết. Và cô kể với các bạn như vậy. Thì bên cạnh phòng của cô có một anh họa sĩ nghe cái câu chuyện đó thì cảm thấy rất là thương. Anh thử ra, anh ta nghiên cứu và xem coi chiếc lá đó nó nằm ở vị trí nào. Và từ căn phòng nhìn ra cửa sổ, cô ta có thể nhìn thấy được cái chiếc lá đó. Anh thử ra, suốt đêm anh ta đã ra ngoài và vẽ lên trên tường một chiếc lá y chang như vậy. Và đêm đó, chiếc lá cuối cùng ở trên cây cũng đã rụng xuống. Nhưng mà rồi, khi buổi sáng ngày ra, người ta không phát hiện được cái người vẽ chiếc lá ở trên tường kia đã chết vì đêm lạnh lẽo. Và cái chiếc lá mà người con gái này khi mở cửa sổ ra nhìn thấy vẫn là một chiếc lá mà cô cứ ngỡ tưởng là nó chưa hề rụng. Cho nên chính cái niềm hy vọng, cái sự phấn chấn làm kéo dài cái sự sống của cô ra. Nhưng mà rồi người ta kết luận như vậy, nhờ vào niềm hy vọng, nhờ vào cái anh họa sĩ này thì cái mạng sống của cô này được cứu. Nhưng nó đâu có sống hoài, rồi một ngày kia người ta cũng phải an táng cô thôi. Người ta có thể niềm hy vọng ở đời này kéo dài ra một thời gian rồi nó cũng sẽ kết thúc.
Còn niềm hy vọng ở nơi Chúa Kitô đứng đã chết và phục sinh đem lại cho chúng ta một sự sống mới. Thành thử ra, nếu muốn có được sự sống mới thì như Thánh Phaolô Tông Đồ nói trong bài đọc 2, mình nghe và mình thấy, khi nào trái tim của mình đụng chạm được đến cái điều này, hãy hướng về thượng giới chứ đừng nhìn thấy những sự hạ giới. Khi nào con người ta tâm hồn hướng về sự cao thượng, hướng về cái sự toàn thiện ở nơi Thiên Chúa, thì lúc đó người ta mới sống được cái sự phục sinh của Thiên Chúa, chứ không cứ hoài sống ở trong cái đam mê của con người mình. Khi hướng về thượng giới có nghĩa là hướng về sự thanh sạch của Thiên Chúa. Đừng bao giờ để con người của mình trì trệ mãi trong cái sự đam mê u tối. Đừng bao giờ để con người của mình một khi đã ra đi rồi lại quay bước trở về với cái đời sống cũ, hoàn toàn lại thuộc về những cái đam mê của nội tâm. Lúc đó không thể nào mình hướng về Thiên Chúa được. Hai môn đệ trên đường về Emmau, khi mà cất bước theo Chúa Giêsu, thiết tưởng các ông đã nhiều hy vọng lắm, cho nên ông đã nói những cái điều này: chúng tôi hy vọng Đấng Kitô sẽ là Đấng giải thoát Israel, nhưng mà bây giờ vỡ lẽ ra chết rồi, kết thúc. Thành rửa ta họ quay trở về với cái đời sống cũ, thì chúng ta không có như vậy. Hãy quay về chính ngọ nơi Thiên Chúa là Đấng soi sáng cho mỗi người chúng ta, để rồi chính cái sự soi sáng của Thiên Chúa mình định hướng được cái đời sống của mình. Mục đích sống của tôi ở trần gian là để làm gì? Mỗi người mỗi bổn phận và trách nhiệm để trả lời cho cái câu hỏi đó. Mình sống ở trần gian để làm gì? Hy vọng của mình sẽ được thành toàn nếu như mình hướng về Thiên Chúa. Hình thử ra với hai môn đệ ngày hôm nay, khi họ nhận ra được Chúa Giêsu thì họ quay trở về với đời sống mới. Họ loan báo Chúa Kitô đã phục sinh, nhưng tin mừng phục sinh đã được loan báo ở Jerusalem rồi, nơi các môn đệ, và họ thuật lại: chúng tôi đã thấy người hiện ra với chúng tôi. Và như vậy tin mừng phục sinh đã đang loan báo và đang sống. Chúng ta là người Công giáo, mình sống tin mừng phục sinh không phải là để cho mỗi người chúng ta giữ ở trong con người của mình, mà là để loan báo ra bằng môi miệng của mình, ra bằng cái cách sống của mình đối xử với những người xung quanh. Và thậm chí nếu như mình nói đến việc sống niềm tin ở nơi Chúa Kitô phục sinh, thì hãy để cho Chúa Kitô đó đang sống, chứ không phải một Chúa Kitô đang ở trong mồ, hay là một Chúa Kitô đang bị đóng đinh trên cây thập giá, mà là một Chúa Kitô đang đi đến với anh em bằng chính đôi chân của mỗi người chúng ta, đến với anh em bằng cái đôi tay xoa dịu những vết thương của mỗi người chúng ta, và đến với những người đau khổ bằng chính trái tim của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa phục sinh sống trong chúng ta là như thế. Ngày hôm nay, niềm hy vọng của mỗi người Công giáo hướng về Chúa Kitô phục sinh, thì niềm hy vọng này cho chúng ta sự sống mới, một thân xác hiển vinh nơi Chúa Kitô sẽ tràn ngập ánh sáng trong tâm hồn mỗi người chúng ta trong đời sống thường nhật, và chúng ta sống tinh thần của những con người sống chứ không phải những con người đang chết. Vậy thì chúng ta hãy sống sao cho đẹp lòng Thiên Chúa phục sinh, và nhất là thể hiện được niềm tin này trong đời sống thường ngày của mỗi người chúng ta. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, ánh sáng đời ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được.
bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhân thế trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta, hỡi quan phong Siô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, Người bên hầu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã cho Đức Kitô sống lại và bừng sáng trên thế giới như mặt trời chính ngọ. Ước gì ánh sáng phục sinh của Người hướng dẫn đời sống đức tin của người Kitô hữu. Trong niềm hân hoan mừng con Chúa đã sống lại khải hoàn, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Từ 20 thế kỷ nay, Hội Thánh không ngừng công bố một tin mừng duy nhất cho muôn dân. Đó là tin mừng con Chúa đã phục sinh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lời giao giảng của Hội Thánh được nhiều người thành tâm đón nhận. Xin Chúa, chỉ một mình Đức Kitô phục sinh có quyền năng đổi mới và hòa giải mọi tâm hồn. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương xót nhân loại đang đau khổ vì hận thù chia rẽ và canh tân lòng trí con người hôm nay. Nhờ Đức Kitô phục sinh, Chúa mở lối cho nhân loại vào cõi sống muôn đời. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa chỉ vẽ cho các Kitô hữu biết cách xây dựng quê hương trần thế. Làm sao những cố gắng đó cũng giúp họ đạt tới quê trời vĩnh phúc. Chính Đức Kitô phục sinh đã tập hợp chúng ta trong thánh lễ này. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa lấy lời chân lý mà cải hóa và giúp cộng đoàn giáo xứ chúng ta sống một cuộc đời thánh thiện, để mọi việc chúng ta làm đều đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa, Đức Giêsu Kitô con Chúa đã trải qua bao thử thách rồi mới bước vào vinh quang thiên quốc. Xin cho tất cả chúng con được chia sẻ sự chết với Người để cùng Người được phục sinh vinh hiển. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Bye.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, hôm nay mừng đại lễ vượt qua, chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa lễ tế này là lễ tế làm cho giáo hội được tái sinh vào đời sống mới và được nuôi dưỡng cách lạ lùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tin xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong ngày cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người là chiên thật đã xóa bỏ tội trần gian, Người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế, với niềm hân hoan chứa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa hành hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.
Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Ngài cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng Giám Mục Phaolô, Đức Cha Giuse và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con xin hiệp ý với người xin tạ ơn Chúa, Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, xin cho gia đình được bình an và mọi sự như ý. Cùng hiệp ý với người xin tạ ơn Chúa nhân mừng thọ 90 tuổi, xin ơn bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến tôi tớ Chúa nhân lễ dỗ là Phaolô và các linh hồn Giuse, Luca, Isave, Vincent, Joan, Francisco, Maria, các cha cố đã phục vụ giáo xứ chúng con, các linh hồn gia tiên nội ngoại, các linh hồn mồ côi, các thai nhi vô tội mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hương ăn sang tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể tức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Con nguyện dâng cha cơ sa, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn,
đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mở đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, nhờ mầu nhiệm vượt qua, Chúa đã thương đổi mới hội thánh. Xin Chúa cũng luôn luôn che chở giữ gìn để hội thánh được thấy ngày sống lại vinh quang. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin phép được thông báo Chủ nhật tuần tới, giáo xứ chúng ta sẽ cho giáo xứ Bình Sơn xin tiền để xây dựng nhà thờ. Xin quý ông bà và anh chị em chúng ta rộng tay đóng góp. Và Chủ nhật tuần tới cũng là lễ lòng Chúa thương xót, thì nhóm lòng Chúa thương xót sẽ mừng lễ vào buổi chiều Chủ nhật tuần tới. Xin quý ông bà và anh chị em đi tham dự để cầu nguyện cho nhóm lòng Chúa thương xót. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa đấng đã thương ban cho anh chị em ơn cứu chuộc và ơn làm nghĩa tử nhờ sự phục sinh của con một Ngài. Xin Ngài cho anh chị em được vui hưởng phúc lành của Ngài. Nhờ con một Chúa cứu chuộc, anh chị em đã lãnh nhận ơn được tự do mãi mãi, ước chi nhờ ơn người rộng ban, anh chị em cùng được thông phần gia nghiệp của người đến muôn đời. Nhờ tin vào con một Thiên Chúa, anh chị em đã được sống lại trong phép rửa tội. Ước chi giờ đây nhờ sống ngay chính, anh chị em cũng đang được đến với người trong nước trời. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Lời xong, chúc anh chị em đi bình an. Alleluia, alleluia.